Nhưng mà cái này nấu hôm nào? Cũng nấu lượt mà cơm đó, nấu hôm qua. Nấu lượt cùng với nồi cơm mà tự nhiên trứng cũng thiêu mà cơm cũng thiêu này, dạ. Thì sao trời? Thiêu chân rồi, em nấu cho sáng đó mà em làm tới 10 giờ em cứ vậy là nó đổ nhớt luôn. Ừ, em nghĩ là chất nắng nó hầm. Theo như cô là bị sao mà màu thiêu cô? Vô dập nhả. À giống như là người âm người ta vô người ta ăn xong người ta nhả ra đấy đúng không? Nói vậy như mấy người ăn nước ơi, em mở em đói á, em đói hả mà. Đói quá đói rồi ăn cơm để riêng ra. Cái nhai nước nước không? Em ăn lại em ngoài mã ngoài em ăn cúng. Cái đường giò là ngon nhất luôn. Đó rồi cái bả mới hồi đó cái đường này nhỏ lắm, vắng vẻ lắm, có một bóng ma luôn. Rồi cái bắt đầu đi đây nè, cái bán thấy nhân con gái đó ngồi nó hồi gì ghé lại gì bán cho con gói xôi. Đâu có vụ đó, cái bán ngồi xuống má bán ngồi biết cho nó hoài, quỷ giúp cho nó hoài, quỷ giúp nhiều hết. Thôi luôn. Rồi cái cũng đưa tiền mình đàng hoàng nha, lấy tiền đàng hoàng luôn. Như mình nha. Hồi đó mấy tôi đẩy xây ra này mà cái ông trong bả đợi bán xôi giò mà bả bán không hết mẹ rồi trong mấy đợi hoài quỷ đó. Tới chừng rồi cái gì về cái bán nó chừng có gì về cái tiền gì đó nằm nó ngủ nhắc nó kêu nhã mày đi mua nếp dùm cho mẹ coi. Cái bà nói bà mẹ không đưa tiền cho con mua nếp rồi tiền đâu mà con mua đó. Rồi cái bà đưa mẹ tiền là con mất ra bà bắt bà đưa tiền cho con mà như cái dạng bán không rồi bà đang bệnh bà chết bà tới ra đau cái từ rồi bà chết luôn. Còn là toàn cái giấy tiền vàng bạc thôi. Mến chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình quay trở lại đây để thăm lại chị gái sống trong cái nghĩa địa. Chị đang làm gì trong đây? Hôm trước là ăn ngủ ở ngoài đây này các bạn. Hôm nay lại chuyển sang bên đó này. Ồ, bên đấy hôm nay nhìn sạch sẽ ta. Chị. Đi vô đường nào với chị? Hả? Hàng rào á hả? Leo á hả? Nay leo luôn rồi. Ôi, đừng leo mày à. Là leo lên đường rào đi vô luôn hả? Ở qua đây à. Sao chỉ lộn? Hả? Tối mưa ướt nhìn vụt lộn ướt nhìn trơn luôn. Tối mưa hả? Mưa ướt trơn luôn. Ồ. Phơi rồi chưa khô nữa nè. Phơi rồi chưa khô nữa hả? À. Trong nhà ta lại ta đuổi nữa sao? Sao đuổi? Ta không cho ở đây chứ sao? Trong này mình ở mình coi mình dọn dẹp cho sạch sẽ đâu sao đâu. Bỏ nó mà ta không chở thì sao? À. Đi bọc bên kia hả? Có đường đó. À đây rồi để em đi vô. Như các bạn nhìn thấy thì chị sống ở trong cái địa như thế này, phải đi vào đường này đấy các bạn. Đây, xung quanh này mồ mả này. Hả? Đó, bên này thì phải đi vô, đi tắt vô đường này. Ồ, đây là đồ của chị đây hả? À, đây cũng có đường vô đấy chứ, ở trong đây cũng được mà. Ta không cho ở rồi sao? Người ta không cho ở luôn á hả? Mới vừa đuổi đó, ta đi đó, công an xúc đó. Xin người ta, nói với người ta bảo thôi không cho. Rồi. À. Là chủ nhà luôn hả? Hôm qua mưa là nó tạt dữ lắm hả? Ủa có trơn luôn, em mắc xét không? Bệnh quản sao này có tiền mua thuốc uống. Để tiền cho chị mua thuốc uống này kia chứ. Qua giờ không thấy nó trời, thấy tôi mới về nó qua nói chuyện tôi sao đâu mất tiền. Là ở đây là mọi người gọi chị là chị đẹp á hả? Hả? Nó tình Thí. Chị Thí. Đẹp rồi mẹ ở đây nè. Mà này nè, Thí rồi Thí. Chị Thí năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Em 37. 37 nhỏ. Mới có 37 tuổi à? Thì nồi niêu đây đựng cái gì đây? Đồ ăn mà không có ăn được. Sao ăn không được? Bệnh ăn bệnh không được. Ăn không được rồi nấu rồi để nó bỏ chứ có ăn đâu nấu để không dài thì nó bỏ rồi ăn sao được mà ăn. 40 cá hả? 40 để lâu quá nó thiêu. Cái này ai cho ai sao vậy? Đúng rồi, của người ta cho. Ăn được đâu mà ăn. Của người ta cho. Cái này giống kiểu nó muốn thiêu à. Thì nó đã mấy ngày nay nó đi không nổi luôn có ăn uống gì có làm gì đâu. Thiêu luôn. Cơm hay đổ bỏ chứ chứ ăn được. Cơm. Cơm hay cháo? Cơm. Thì đổ bỏ hết rồi, nó đâu ăn gì, tại nó bệnh, nó ịn không, nó đâu có làm gì đâu. Luôn này. Nó bệnh, nó nằm không mấy ngày nay đó, nó có đi nổi gì đâu rồi. Bà lấy cái mền trải nằm luôn nè. Sao lại không thấy mặt trời? Cái này phải mua chiếc chiếc. Nằm không. Để cái niệm lên mới được chứ nằm. Có cái niệm giờ tối ướt, em ướt như con chuột lột luôn. Mua chiếc chiếu chạy dưới á, rồi cái niệm mình mới chạy lên cơm.
tối xé cái thùng mì đó đó lót nằm. Rồi bữa nay con đi bán vé số không? Còn cách nào nữa mà bán? Là hết tiền luôn rồi hả? Ừ. Rồi cái vị trào ngược dạ dày đó, ba tuần nay rồi đâu có tiền đâu mà đi tới khám lại. Không, ăn vô nhiều ối hết nhiều, ăn nhiều ối hết nhiều. Uống nước cũng vậy. Nguyễn mua cho thùng nước bây giờ cạn kiệt luôn. Trời. Tối mưa trong cái nhà mò này có tạt nước không chị? Tạt, tại vì ở bên đây tạt mà em lấy miếng cao su á. Em lấy miếng cao su á. Em căng này, đâu miếng cái này nè, căng này nè cũng vẫn tạt. Cái mã này là thiên lắm hả chị? Ừ, cũng bé lúc bé mất mới có 4 tuổi à. Con bé mới bé này mất là mới 4 tuổi thôi. Dạ. Rồi có bị nhát lần nào chưa? Em không bị nhát. Nhặt thằng nhỏ đi ngang nhặt liền. Ờ. Mà em không có bị. Có nghĩa là những làm ta hộp nó mới ấy chứ đâu phải. Em vô đây là em hết mua trái cây thì em mua bánh rồi em mua nước ngọt rồi em mua xúc xích rồi này kia em cúng. À. Đó giờ em cũng mới để ba trái trái gì được. Mới để. Thế là có nghĩa là để đồ lên cúng hả? Ừ. Còn cơm đó em nấu hay sáng em nấu mà em mệt em không ăn là tới chiều tới trưa là thiêu chưa? À, có nghĩa là nấu buổi sáng đến trưa là thiêu luôn. Ừ. Tới em mệt em nằm có khoảng 10 giờ trên 10 giờ là đó kia là thiêu chơi em... thiêu mà thiêu dạng là thiêu chảy nước luôn. Thiêu chảy nước luôn á. Ừ. Em nghĩ đó là giống là người âm nghe ăn hay không? Vấn đề đây em không biết. Gọi là giống như là mình cứ nấu để từ sáng đến trưa cái là thiêu luôn. Ừ, nghĩ thì gạo của Liêm cho đó. Ăn luôn là không sao. Còn ăn liền không sao. Đến trưa là thiêu luôn. Hồi trước thì không có, hồi lúc em ở ngoài mãi đó thì không có. À, nhưng mà hôm nay là cứ ăn cứ để coi lại đêm cái là thiêu luôn. À. Ghê vậy. Biết lý do không? Sao biết được. Không biết lý do là gì luôn. Em nghĩ là chắc là nắng quá nó hầm. Không phải nắng đâu, chỗ này. Vậy chứ bây giờ mình đổi thửa gì giờ? Thế em nghĩ là giống để có người âm người ta ăn á. Không có vấn đề đây em không biết. Giống để mình nhìn. Nếu mà có người âm thì người ta nhát thôi mà, này không có. Thì chị bị nhát mấy lần rồi nhỉ? Đâu, nhát là nhát hồi đó. Ừ, hồi đó, rồi lúc em vô đây tới giờ là con bé nó không có nhát em gì chứ. À. Đêm nào cái mộ của bé này là không có nhát chị. Dạ. Nhưng mà trước ở ngoài kia là bị người ta nhát mấy lần rồi đúng không? Ừ. Trước là bị người ta đuổi à? Đuổi. Ai nằm đây không thích. À, có nghĩa là hai cái mộ ở bên cạnh nói là ai nằm đây. Ừ. Không thích bà nằm đây. Không phải, nói ai nằm đây không thích. Rồi em bỏ em đi. Rồi em bỏ em đi. Hôm trước cái chỗ này nhìn nó ghê lắm à, nhưng nay chị dọn dẹp vào nhìn thấy. Ừ, thì Liêm với Nguyễn biết đó. Xung quanh hết trơn nè, tay chân của em nè, còn mấy nhạy nè trời. À. Nè, cỏ cắt nè, còn mấy nhạy nè. Còn mấy nhạy hết trơn nè. Có nghĩa là do là mình dọn cái này cho nên là nó dơ, nó móc vào tay đấy đúng không? Nó có gai. Đó, nó có lông đó. Ngứa. Làm xong rồi là phải mắc đi ấy xe bông, trà, xe bông bột, trà nó hết mà xe bông tắm mình không hết. À. Xe bông bột trà cái lông nó dính vào à. Nó đâm vào. Rồi từ hôm bữa nay là chồng con có xuống thăm không? Có. Xuống lúc nào? Thì cũng 3 lần rồi. 3 lần rồi, từ hôm em xuống đến giờ là 3 lần rồi. Ừ. Xuống thăm 3 lần rồi. Có nói gì không? Thì vợ chồng bình thường thôi, có nói gì. Vợ chồng bình thường. Vợ chồng có ngủ lại không? Không. Vô rồi hai đứa nói chuyện uống cà phê rồi. Hai đứa xuống thăm hay là có một mình chồng thôi? Có mình nên chồng rồi, tại vì con đi học. À, con đi học á. Từ bữa nay là chồng con nó xuống thăm không? Đi học nó học ngày 2 buổi rồi nó đâu có xuống được. À, nó đâu có lại con được. Thì không xuống nhưng mà bố xuống. Điện thoại cũng điện cho nó hoài gì. À. Ngày nào em cũng điện. Mà chắc là ông xã nhớ thì mới xuống thăm chứ. Là ở chơi lâu không? Không, hai chồng uống cà phê rồi nói chuyện tâm sự rồi về. À. Chuyện nó tới rồi đó. Rồi chồng có kế hoạch gì mà kêu đi chứ về nhà không hay như thế nào đó? Không. Rồi bữa nay có đi bán vé số được bữa nào không? Có bữa đó em bán tiền của Hi hay gì đó cho đó. Với của Nguyễn cho 500 ngàn mà để lấy lại với anh Cước đó. Rồi còn lại 500 đó em lấy em bán mà bị mất hết 5 tờ. Rồi nói chung em cho con em hết 100, em cho cháu hết 50. Rồi... Không có tiền rồi còn cho con cho cháu nữa. Thì con cháu bệnh mà. Rồi em mất tiền vốn. Mất tiền vốn. Ừ. Mất tiền vốn. Đúng.
rồi bắt đầu là giờ ở đây thôi, giờ cứ ở nhà vậy thôi. Giờ ở đây suốt luôn. Rồi mình có làm cái gì khác nữa không? Có, bữa hôm đi mần hồ được một chút gì đó, người ta cho được trong gửi. Có đi mần hồ hả? Nói chung là người ta không có mướn, mà em thấy có ơn hia đó mần đó, rồi cái em môi móc tiếp, ta đổ đá để trắng nền đó. Mới móc tiếp rồi cái bà sư cô đó bà thấy gì bà cho. Nhỏ bỏ mướn người ta cho 50 ngàn. Trời ơi, mấy cái đồ ăn này nó hư hết rồi, mà cẩn thận không ăn vô là trúng thật chết luôn á. Bữa nay bỏ rồi, có ăn được đâu, ăn bệnh rồi nằm có đi nổi ra mà. Nhưng mà cái này nấu hôm nào? Cũng nấu lượt nồi cơm đó, nấu hôm nấu qua. Nấu lượt cùng cái nồi cơm mà tự nhiên trứng cũng thiêu, mà cơm cũng thiêu này dạ. Thì sao trời? Thiêu chân rồi, em nấu giấc sáng đó mà em làm tới 10 giờ cứ vậy là nó đổ nhớt luôn. Ừ, em nghĩ là chắc nắng nó hầm. Theo như cô là bị sao mà cái màu thiêu cô? Hỏi chị kìa bé. Chỗ này nè, biết sao là như là mã mồ đồ này kia đó, là để cô vô dặn thiêu đó. Vô dặn nó nhảm thiêu đó. À, giống như là người âm người ta vô, người ta ăn xong người ta nhả ra đấy đúng không? À, nói vậy đi. Như mấy người ăn mấy người nước ăn, em mở đói em đói á, em đói hả mà. Người mà đói quá đói rồi ăn cơm mà để riêng ra. Cái nhai nuốt nước không? Không, em ăn là em ra ngoài mã ngoài á, em ăn cúng. Chứ con bé này làm không có cúng nha, nói nào ngay. Con bé này làm không có cúng, em đem ngoài á. Em ra ngoài mã trước á, em cúng. Bé này với cúng là cũng cúng đều. Ờ, em cúng trái cây, em cúng nước ngọt, em cúng xúc xích. Với em cúng bánh oxy. Tôi cúng là mấy cô là ở xóm ở đây luôn được không? Ở đây thì có nghe người ta kể về cái chuyện gì quanh cái khu mộ này không? Sao con nghe nói là có người đi bán vé số đi qua đây bán vé số hay bán bánh mì đấy, là lúc mà lấy tiền xong về nhà kiểm tra toàn tiền bao nhiêu? À, ngày xưa á, lúc hồi xưa bán xôi rồi đó, là giờ tiền hồi đó là chưa làm đường, hồi đó bán xôi tiền hủ mà hồi đó mà già nhã này bà bé bán xôi giò đó, bán xôi giò hồi đó là bà bán xôi giò là ngon nhất luôn. Đó rồi cái bả mới hồi đó cái đường này nhỏ lắm, vắng vẻ lắm, có một bóng ma luôn. Rồi cái bắt đầu đi đây nè, cái bán thấy nhau con gái đó ngồi nó hồi gì ghé lại gì bán cho con gói xôi đâu có vụ đó. Cái bán ngồi xuống má bán ngồi biết cho nó hoài, quỷ biết cho nó ai hết đi hoài, quỷ chích nghi hết thôi luôn. Rồi cái cũng đưa tiền mình đàng hoàng nha, mấy tiền đàng hoàng luôn như mình nha. Hồi đó mấy tôi đẩy mới xây ra ngoài mà cái ông trong bả đợi bán xôi giò mà bả bán đâu hết mẹ rồi, trong mấy đợi hoài quỷ có tới chừng rồi cái gì về cái bán nó chừng có gì về cái tiền gì đó nằm ngủ nhắm nó kêu nhã mày đi mua nếp tiền cho mẹ coi. Cái bà nói bà mẹ không đưa tiền cho con mua nếp rồi tiền đâu mà con mua đó. Là cái bà đưa mẹ tiền là con mất ra bà mất có đưa tiền cho con mà như đến dạng bán không ngồi bán đâu bán ăn bệnh bà chết bà tới ra đau cái từ rồi bà chết luôn. Còn là toàn cái giấy tiền vàng bạc thôi. Ừ, vàng bằng mã thôi đúng không? Đưa thì lúc đưa tiền thiệt về tới sáng rồi là mới thấy là toàn là tiền nhận mãi không à. Hồi đó là nghe cái cua đó đó. Rồi còn chuyện gì nữa không cơ? Con nghe nói là hình như có người mua bánh bao về còn đá không? À, bánh bao còn đá không thì không có thiệt. Chứ như hồi đó cái cua ngay đây nè, hồi đó là ba đây nè. Rồi anh tỉnh cho nó muốn ăn cái gì phải không? Là người ta gánh bánh canh ngang là làm đổ. Đổ hết cơm nguyên sao luôn bà bánh trâu này đi đổ nè. Bánh ca muốn ăn cái gì là đi ngang là đổ hết. Tự nhiên đất té là đổ hết. Là vậy đó. Giống như kiểu là đi ngang qua đây mấy người ông này người ta thèm ăn người ta lao ủi cho đổ. Đổ trong người ta ra người ta. Đất dò đất cái này kia nọ là thấy vậy đó. Như ta đói người ta ăn vậy đó. À. Vậy là còn là cái bà cụ mà bán xôi kia là đi ngang qua đây là bắt đầu là hồi đó là bà bán mấy tôi ăn hồi đó rằng hồi đó đây làm đá. Làm đá làm cho dò nữa nè. Rồi bà bán đó. Nhưng mà sau cái vụ đó là bà mất luôn rồi. Ừ, tao chắc cũng mười mấy 20 năm nay rồi. Còn chị Thúy ở đây là có mỗi một lần mà ngủ ở đây là gặp 2 lần thôi đúng không? Không, ở trong khu vực con bé này là hoàn toàn không có. Mà ở ngoài đó là em nằm ở là chuông chùi rộng một cái ban. Vậy là cái lần đầu tiên là chị gặp là hai người bên này. Em không có gặp mà em nghe tiếng thôi, ai nằm đây vậy không thích. Rồi em mới ngóng đầu lên em dòm, em nói trời, hôm giờ con nằm đây biết lâu rồi không gầy mà bữa nay gầy. Em còn trả lời vậy đó thì em bỏ lại giọng có bà này ăn nè, em nằm tới sáng luôn. Đó. Rồi còn một lần cái mộ bên này. Cái mộ bên đó không có, cũng đó luôn. Rồi hỏi em á, mày hỏi gì mày không phải họ Tăng. Đó. Rồi em cùng họ mới được vào đây nằm, còn nếu khác họ là không được vô đây nằm luôn. Tại vì em họ là em họ cải cách. Họ gì? Cải cách họ. Cải cách họ hả? Ừ. Rồi cái em cũng ngóc đầu lên em dập quên xuống phía không thấy rồi thôi em cũng bỏ lại giọng của bà đó nằm luôn. Nghe người ta nói nhưng mà mình không nhìn thấy người đúng không? Nhưng em cũng đứng lên em dập đàng hoàng mà. Rồi không thấy.
không thấy rồi em bỏ em đi. Nói mày hỏi gì chứ mày không không phải hỏi tăng. Tại vì hồi đó như mẹ em mất đó, rồi cái còn nhỏ đó là ngoại ước gì nuôi, ngoại mới cai cách họ nói giờ không có họ gì mà dễ nuôi bằng họ Trần. Trần là Trần chuông đó, ngoại gọi họ cái cách họ Trần đó. Mà em vẫn hồi đó cha mẹ còn sống là em họ Tăng đó, thì em vẫn bây giờ em cũng vẫn là họ Tăng, mà trong giấy tờ của em là họ Trần. Em nói cho rõ. Người nhà của cái nhà mồ này biết gì ở đây không? Biết, đuổi hai lần rồi. Đuổi đợt trước em có nói Liêm rồi. Liêm có vô đây nè, Liêm cho nào là bột ngọt, muối đường, rồi gạo nè, rồi dầu ăn nè, rồi nước tương nè, rồi xà bông, rồi tùm lum chân á. Có chị ở đây giữ màu mã dùm cho người ta, sao người ta đuổi không? Vấn đề đây không biết. Người ta không thích tiền ở tù. Kiểu như không phải, kiểu như là màu mã một năm, người ta mới làm mà. Nhưng mà chị này vô chị ở thì cái dọn dẹp hoài. Hồi đó Nguyên hỏi Tư, hỏi bà Tư này ơi, đây là tùm hết trơn luôn, không có chỗ nào mà không có. Ảnh hưởng tới gia đình ta nữa. Bây giờ đóng người người ta so đông hết đúng không? Một người thương, chín người ghét. Đông trọt. Cũng như là ta trọt, mấy này kia kia nọ. Mà mấy người đó, mấy người trọt, mấy người không có tâm. Tại người ta có áo gì rồi mà còn trọt nữa. Hả? Tuy gần em không có cây lao thật. Em cũng lao bằng nồi dẻ mà bây giờ em chưa đi giặt nồi dẻ nổi nữa. Tại vì em bệnh em làm suốt 3-4 ngày nay em chưa đi giặt nồi dẻ nổi. Chị không có tiền thuê nhà trọ ở sao? Liêm cũng có hứa. Liêm hứa là thì mà này cũng có lại cho hay mày dọn đi trong vòng ngày nay mày dọn. Có nghĩa là từ giờ chiều là phải dọn đi hả? Bây giờ chị tính đi đâu chưa? Cũng lợi đặng nữa mà em thấy không có chỗ nào mà che nắng che mưa chứ. Bây giờ mấy chú có thương đó thì bây giờ muốn chọn. Em thấy bên kia có cái nhà hoang kìa. Thôi. Sao vậy? Thôi, chủ nhà ta không có nhà vô đó mất công là mất. Kìa, đây ca bà kìa. Sao bữa nay về sớm vậy? Bây giờ là bây giờ nó vô nó ra hoài. Bây giờ em hỏi này, nếu mà đi khỏi cái chỗ này thì mình tính đi đâu chưa? Thì cũng nếu mà có nếu mà bà con cô bác thương thì mướn nhà trọ, còn nếu em lại đằng này nè, em cũng có cổng rạch rồi. Gốc cây hay gì? Hả? Gốc cây hả? Ở gốc cây. Không có chỗ nào mà gọi là che mưa tránh nắng hết, nắng này là phải chịu trận luôn đó. Mà trong khi bây giờ em còn đang bệnh. Cây nào đó mà nhớ. Bây giờ em đang bệnh nữa. Hay là mình vào trong cái nhà này. Không được, bữa hổm chủ nhà ta lên người ta chửi rồi, nó đụng mẹ mà tao cấm mày không được. Vậy là bây giờ nếu mà chiều nay là phải dọn đi à? Không phải là này hứa chiều. Chị nói chiều nay là chị dọn đi hả? Em nói từ đây trong ngày nay đó em phải dọn đi mà bây giờ em quá mệt rồi. Em mệt em không thể nào mà bê bưng nổi cái nỗi mà em ngồi không nổi mà. Em nằm suốt, quỳ lị suốt mấy ngày nay luôn. Thì chồng có biết mình như vậy không? Không. Sao chồng không phụ cho chị được cái gì hả? Tại vì em không có điện anh. Không có điện hả? Dạ. Chị mấy... Hôm trước em tưởng là đi bán vé số, là con bố bán vé số đủ ăn rồi chứ. Bán rồi mắc. Mất hết 5 tờ rồi. Cái chỗ cái này là đang phơi là do hôm qua bị mưa xong bắt đầu chị phơi. Mới mưa hồi tối à? Ướt quá. Ướt đến nỗi mà em xé cái thùng mì này em lót em nằm luôn á. Lót nằm mà mình mẩy ướt nhem chân luôn. Vào đây được mấy đêm rồi? Em cũng không nhớ nữa. Nói chung là em không nhớ. Lâu lâu rồi chứ không nhớ là mấy đêm đúng không? Dạ. Bây giờ là giống kiểu cùng đường thì không còn chỗ để đi rồi đúng không? Đúng rồi, cùng đường rồi. Bữa hôm Liêm vô em cũng có nói với Liêm rồi, Liêm ơi em cùng đường chưa? Hôm nay có nấu cơm ăn không? Cái này là chưa luôn. Rồi lát nữa có ăn không? Cũng chưa biết nấu nổi không nữa. Giờ thử đi nấu cơm đi. Nấu cơm giờ không có nước do mát. À, tại vì bình nước đó giờ hết trơn luôn, nước cạn kiệt luôn. Nước giờ phải đi bỏ nước chị. Bỏ đâu bỏ nước? Em cũng không biết luôn. Chị biết không biết kêu người ta đây. Mày chắc là mang cái thùng này sang bên kia xin nước máy người ta về xài. Không được. Ở đây không ai cho em thì. Ủa sao kỳ vậy? Nghe thấy nói thì có vẻ ai cũng thương mà sao. Trời ơi, ta bằng mặt không bằng lòng không. À. Em nói thật. Ta thấy người ta qua người ta nói chuyện cứ tưởng là người ta thương chứ. Không có đâu. Chúc mặt gì đó. Em tin hỏi gì Lan đi. Em nói thật không? Không chứ. Gia đình thật. Của chị có biết chị ở đây không? Có thằng chồng em biết. Gia đình ruột của chị. Gia đình ruột em hả? Có nói gì không? Hoàn toàn không biết, tại vì em đâu còn ai nữa đâu biết. Thôi chị không thể tâm sự được cái vấn đề mà ví dụ vì sao chị ra đây mà có nhà có cửa mà tại sao chị phải ra đây không? Không có vấn đề đó, cho em xin đi. Là chuyện khó nói đúng không? Dạ, đó cuộc sống riêng của em bên gia đình này chồng em.
Còn gia đình ruột của em muốn hỏi em chia sẻ hết. Còn bên gia đình cho chồng em thì cho em xin để ghép qua bên. Từ đầu tới đến cuối tới giờ cũng vậy. Chị không chia sẻ về cái riêng tư, chuyện gia đình chị không nói, mà chị bây giờ chị tâm sự cuộc sống chỗ này có nói. Bên này bô có không ta? Em không ấy, em nghe nói đâu ở dưới Bà Trang cũng có gì. Mà cái đó mình phải đi lại tới chỗ trở lại giờ em mình đi gì làm? Kêu đi chị mình sẽ đi. Kêu bà trở lại mình đi. Em bình không em có nè. Chị thấy có thể nào chia sẻ cho tụi em biết thêm về cái gia đình riêng của chị á. Bên chị á chứ không phải bên chồng. Vâng. Chị chia sẻ được không? Bên gia đình ruột của em á, cha mẹ đẻ đó không? Thì nói chung hồi đó thì cha mẹ còn sống á thì cũng khó khăn lắm. Bốn anh em mà chỉ có anh em là gái thôi. Mà anh của em bây giờ hai anh á là với thằng em là có vợ Đồng Nai. Hiện tại bây giờ sinh sống ở Đồng Nai mà cũng nghèo khổ, cho nên là anh em không có ai đùm bọc ai được hết. Còn hồi đó ngoại còn sống ngoại đùm bọc, bây giờ ngoại mất rồi, cho nên nó là mạnh ngoại dựng vợ gả chồng cho mấy anh em rồi tự ai mới đi. Mình có đất cát nhà cửa gì không? Không, từ xưa giờ mấy anh chị em kia ngày xưa sống chung với mình là sống đâu. Hồi lúc mẹ còn sống thì anh em cũng sống với mẹ. Rồi khi mẹ mất rồi đó là còn nhỏ đó, bà ngoại mới rước về ngoài Đồng Bọc. Thì khi chị ngày xưa giờ là ở đâu? Bạc Liêu. À Bạc Liêu. Nhưng chị cho dạt về đây là theo bên chồng mình. Vâng, có chồng mình về trên này. Thì cái cuộc sống của chị hôm nay tụi em cũng đã theo dõi rồi, cũng nói về ở bên chồng của mình như thế nào đó. Thì cái đó em không quan tâm nhiều ha. Em chỉ hỏi cuộc sống đời tư của từ chị về phía gia đình của mình thôi. Thì bây giờ mấy anh chị kia có chồng có vợ là mang xa là có biết chị ở đây không? Không luôn. Chắc họ xem YouTube mà cũng biết mà. Không, tại vì anh của em là xài cũng giống như em vậy nè. Điện thoại thế này. Ví dụ như cũng có nhiều người đang coi, người ta nói. Thì thí dụ như biết. Nói chung bây giờ có coi đi, cho cô không biết em là ai. À, lâu rồi không gặp. Nói chung là anh của em là có gia đình về trên trển rồi, là mạnh người nào mới sống, không có ai tới lui ai. Không ai tới lui ai. Con chị có thường đến đây thăm chị không? Hồi trước thì có, là thằng Út, thằng nhỏ, là có đến với cha nó. Còn sau này nó dạng mà nó học ngày hai buổi rồi cái nó không đến nữa. Kính thưa quý cô chú anh chị các bạn, lúc này thì chú Cụi đang ngồi tâm sự với chị Thúy nè. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Em 37. 37 tuổi. Hiện tại đang sống trong một cái nhà mồ đậu của người ta. Mà nghe nói là người ta cũng không thích, người ta đuổi hoài. Thì trong ngày nay là nghe nói là chị cũng phải dọn đi. Đúng. Thì không biết là dọn đi đâu. Thì nghe lời chia sẻ của chị thì mình thấy cũng rất là xúc động của chú chị. Một người phụ nữ mà sống lang thang như thế này gọi là vô gia cư đó. Thường là sống theo những cái chòm mã như thế này. Thực sự ra cũng bất ổn lắm. Em nghe nói là chị đang bị bệnh không? Cái gì mà thấy ôm bụng hoài vậy? Em bị trào ngược dạ dày. Để lâu lâu cái nó quặn lên là nướng mà quặn lên là ói. Như kiểu là giống kiểu ở đây ăn uống cũng đều đầy đủ á. Bắt đầu nó đau qua tử á. Hồi trước Liêm với Nguyễn cũng có dẫn em đi khám ở tại bệnh viện dưới Sạp Bình. Mình về có thuốc uống. Rồi tuần sau là em tự đi khám, về có thuốc uống. Rồi là tới nay luôn là em không đi khám nữa. Giờ nói ví dụ nè, ngày mai, chiều nay người ta đuổi chị thì cái chuẩn bị ngày mai, ngày mốt, những ngày tiếp theo nữa thì chị... Em định đi lại đằng gốc cây đối diện nhà có gì Tư hồi nãy đó. Mà ở đó thì nắng là chịu nắng, mà mưa chịu mưa đó. Tiếp tục là sống qua một đời như luôn. Nào chị về quê Bạc Liêu của mình không? Có mấy còn có khoảng chục năm về trước, năm nào cũng về, chứ là lúc đó là nhà ngoại còn để bên thờ mẹ. Nhưng là lúc mẹ mất đó là nhà ngoại thượng, và khi ngoại mất tới giờ là ai ở đó? Ông anh. Ai ở đó? Còn người cậu Út. Cậu Tám đó. Rồi khi mà ngoại mất rồi đó là người ta nói bây giờ anh em lớn hết trơn rồi. Những vợ cả chồng hết rồi thì nó có phải nó có cái chưa bằng cái gì đâu, phải từ nó có ấy, nó phải thờ mẹ rồi, cho nên là ông anh thứ hai ông mới rước mẹ về thưởng thỉnh mẹ về tại Đồng Nai, rồi cho nên từ đây đến Đồng Nai thì nó quá xa xôi, mà trong khi đó thì điều kiện em không có, cho nên em không có đi chợ. Ví dụ như chị cậu Út của chị ở Bạc Liêu á, thì tức là quê ngoại của chị mà biết cuộc sống của chị gì thì họ muốn đem chị về dưới, thì chị có muốn về không? Không có vấn đề đấy, em không tin đâu. Thì trong cái gia đình mình biết không? Dạ, trong cuộc sống mình biết.
Tại vì hồi đó ngoài còn sống ở ngoài đường bụp ngoài cho chợ lắm. Ngoài nó dữ. Còn bây giờ ngoài mất hết rồi, coi như là mình... Em nói thẳng luôn, còn có cậu còn mợ. Nói chung là chỉ với phần mợ, còn nhưng hai ba đứa em nữa. Cậu lo cho mình nhưng mà nhiều khi còn mợ chứ chắc mợ nó chịu. Còn hai ba đứa em nữa, còn phải học hành nữa. Cái danh nghĩa là cậu mợ thôi. Nhưng mà vật chất bây giờ thì Hoàng Mai nó sống, Hoàng Mai nó giữ. Đấy là anh em ruột mà nhiều khi còn việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn chứ đừng nói. Rồi đúng rồi. Đồ ăn theo hết trơn chị bỏ đi. Giờ em bỏ. Rồi sao mình không tính cái phương án mà về ví dụ như thế là cùng chồng con kiếm một cái nhà nào đó ở, không lẽ chồng chị không kiếm đổi cái tiền để mướn được cái nhà trọ? Sống như vậy rồi, đâu có được. Bây giờ em không biết nói làm sao cho em xin tiền không nói đó ha. Không, ý là nói là về cái vấn đề. Tại em nói em không biết trả lời làm sao cho em xin tiền không nói đó. Không biết trả lời hả? Không phải. Mà cho em xin tiền cái vấn đề đó đi, cuộc sống vợ chồng em biết. Tại vì con của em bây giờ ba đứa. Học học ba đứa hay hai đứa? Ba đứa. Học một, mỗi một đứa sao là học. Nghe nói là hai đứa. Đâu. Hồi đó giờ ba đứa là ba đứa sau hai đứa. Ba đứa là bây giờ đứa mấy tuổi, đứa mấy tuổi? Đứa 14. Ừ. Đứa 12, đứa 10. Đứa 14, đứa 12, đứa 10. Mấy trai mấy? Hai gái một trai. Hai gái một trai. Rồi thêm ảnh bệnh thối hóa nữa. À. Rồi cha mẹ lớn tuổi nữa. Thứ nhất là do là chồng chị cũng bị bệnh. Ừ. Cái thứ hai nữa là đang ở cùng với cha mẹ, đúng không? Cái thứ ba nữa là bây giờ nếu như mà chồng chị mà ra ngoài mướn nhà ở cùng với chị thì không ai lo cho cha mẹ. Rồi con cái nữa. Rồi con cái cũng không có chỗ ở luôn. Vậy là có nghĩa là chị đang muốn cái tương lai của con mình được ở đó và cũng là được ăn học ở đó, đúng không? Đúng. Mà chị thì không ở được ở đó cho nên chị mới phải đi, đúng không? Không muốn con mình phải giống như mình. Không có người mẹ nào bỏ con hết. Giờ ở đây có nhớ con không? Đêm lại có khóc không? Có khóc mình nhớ con không? Thôi bỏ qua bên đi. Đã em nói là không có người mẹ nào bỏ con hết. Thì dĩ nhiên là em biết rồi, nhưng ý em nói là chị có hay khóc vì nhớ con buổi tối không? Chắc thường xuyên chị ha. Nằm ở đây là buồn thối ruột luôn ấy. Hay bị nhiều. Khóc hả? Nhắc đến con lại khóc hả? Là chồng khi nào rảnh thì mới xuống đây, còn con khi nào nghỉ học thì mới xuống đây thăm chị thôi, đúng không? Bây giờ trong cái cuộc sống của chị mong muốn cái tương lai nó như thế nào, chị có thể chia sẻ được không? Là hồi nãy chị đang nói là ví dụ muốn có một mối vốn để mướn một cái nhà, rồi có một tí vốn để đi bán vé số để kiếm tiền trả tiền nhà, tiền ăn, đúng không? Nói chung mà bây giờ em tại vì hai cái bệnh hai cái giò của em, khả năng của em làm nặng rồi làm không nổi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sức khỏe của em cũng quá yếu. Em cũng mong muốn rằng có một cái chuyện gì đó kêu bằng là gọi là phù hợp. Em cũng kiếm gắng moi móc, cũng gắng mà nỗ lực để kiếm một số tiền nào đó gọi là dư giả. Em cũng gửi về cho con em ăn học cho đến nơi đến chốn. Đã cha mẹ mình nghèo khổ rồi, em không muốn con của em nó bước theo cái con đường của cha mẹ nó. Không muốn con mình về sau nó cũng khổ giống mình, đúng không? Ừ. Chừng nào cuộc sống của nó, những vợ gả chồng nó có khổ hay giàu như thế nào đó là tùy nó. Ừ, còn bây giờ nó còn nhỏ. Mà cuộc sống của em bây giờ bất bên quá. À. Sống như thế này hoài làm gì có tiền để mà gửi cho con. Bởi vì em nói bây giờ nếu mà có cái mà công việc gì mà gọi là ổn định. Có khi nào mà chị ở đây chị buồn mà chị nghĩ quẩn không? Có chứ. Chị nghĩ gì? Chia sẻ một chút với bọn em rồi. Cùng cực quá. Hồi trước á, em nhảy cầu 4 lần rồi. Nhảy cầu quá hả? Mà không chết. À. Nhầm khi á, em có cái dao bé lớn nè, dài khúc rồi nè. Em nói đi mà không lo lắng đi cho con. Em định hả, cắt mạch máu và suy nghĩ với mình hay không? Em tự biên. Chứ mà làm vậy là con nó sẽ mặc cảm, hiểu không? Cho nên là tốt rồi, là mình có làm như vậy. Em suy nghĩ ngược lại, hồi đó mình khao khát tình mẹ rồi. Không lẽ bây giờ mình là mẹ mình đi bỏ con?
suy nghĩ nhiều lắm. Ừ. Đó là cái suy nghĩ dại dột vậy ha, mình nên nghĩ là rồi đã rồi. Đời ngừng lại cái suy nghĩ đó mà nằm ngủ. Nằm ngủ là sao chị? Hử? Có nghĩa là suy nghĩ nằm ngủ là sao? Em nói suy nghĩ chứ đã đời rồi ngừng lại rồi bắt đầu là nằm ngủ. À, có nghĩa là nằm thiếp suy nằm không nghĩ hay. Suy nghĩ rồi bắt đầu buồn quá rồi bắt đầu là thiếp ngủ nào không hay. Khóc hết nước mắt rồi bắt đầu là lúc đó là mệt quá rồi bắt đầu là quay ra là ngủ đấy đúng không? Ừ. Còn nhiều khẩu quá trời. Nhưng mà hộ khẩu gốc của chị là quê ở đó là ở Bạc Liêu à? Em vừa Bạc Liêu vừa ở đây. Bây giờ hộ khẩu là ở đây à? Hộ khẩu ở đây. Là quê chồng. Vậy là chị có đi kiếm mấy cái việc như thế là rửa chén, phụ khách nhà đó kia nhưng mà người ta không nhận đúng không? Đúng. Do tại vì người ta nói em á ốm yếu quá rồi gừng nổi cái xài chén hay không? Ngủ bể rồi có tiền thờ nổi hay không? Thì trừ vào tiền lương thôi. Tại vì cái địa phương này người ta đã xem chị không ra gì rồi. Nhưng mà địa phương. Mà em đi hết cái núi sập này rồi, đi hết chợ núi sập này. Sao rồi. Mày không thử đi lên Long Xuyên được không? Có em đi ra tới Phú Hòa rồi. Lên đến Long Xuyên đấy, xong bắt đầu là kiếm việc làm trên đó. Hồi trước em có chiếc... thành phố nó dễ kiếm việc hơn. Hồi trước em có chiếc xe đạp, em đạp ra tới Phú Hòa luôn á. Nào là xin vô công ty, người ta cũng chê. Nào là xin vô rửa chén, nào là xin vô bán trái cây, không có được cái gì. Có là đi đâu người ta cũng không nhận đúng không? Còn là con người khi mà đã khó khăn rồi, nó sẽ nó là cùng đường hết mọi thứ. Bằng cùng hết tất cả mọi thứ. Khi mà cái giống kiểu cái chuyện của mình nó không đâu vào đâu rồi thì gặp cái chuyện gì nó cũng không đâu vào đâu hết. Thì gọi là cùng đường với vô cái địa sống thôi. Lúc trước mà trước khi chị vào cái địa này chị ở đâu? Ở đằng cái bụi cây của chị Tư đằng á. À, lúc trước là ở dưới bụi cây. Ừ. Nắng do, quá. Mưa gió chịu không nổi bắt đầu mới lời mã đó đó. Lại cái mã đây. Ừ, thì bữa hôm mấy khi cũng có quay đó. Ừ, rồi bắt đầu người ta đuổi à? Người ta đuổi rồi bắt đầu mới làm càng vô đây. Chị không sợ sao mà chị ngủ nghĩa địa không? Con người mình đêm đầu tiên tới đây là có ngủ được không? Không, em cũng vẫn ngủ bình thường. À. Nếu mà con người nghe thẳng thì mình không sợ. Vô cũng thấp tới đây là bắt ngủ được hả? Vô thấp nhang rồi là giới gian rồi là bình thường. Gan là như phụ nữ mà gan em hồi đó giờ bất cứ em đi tới đâu em cũng vẫn ngủ bình thường. Em đến đây thì em mới cảm nhận được cái công việc, cái cuộc sống của chị đây em cảm nhận là phải nói lễ chị luôn. Nhưng mà em nghĩ là cùng cực quá mình mới nói. Chung là không còn chỗ nào để đi, không nơi nào để ở nữa cho nên là một lòng mới thể vào trong cái nghĩa địa này để ở. Mà còn bị đuổi lên đuổi xuống. Này ma chết không đuổi, ma chết không nhát, mà ma sống đuổi. Không sao ma sống, mà không sao ma chết, mà sao ma sống. Đúng rồi, em không sợ mà chết, em sợ mà sống. Bữa nay là em thức sớm, chứ mỗi bữa hả? Em ngủ giấc tới 3 giờ chiều. À, hay là bây giờ, hiện tại bây giờ chồng với con ở cách đây xa không? Ở Định Mỹ mình nè. Định Mỹ này hả? Định Mỹ. Ừ. Chung là cũng hết đường, hết nơi để... hết nơi để đi rồi. Không, nấu cơm ăn đi. Nấu cơm mà không có nước vô. Nấu cơm không có nước vo, nấu mì cũng không có nước. Ừ. Rồi cả ngày không uống nước luôn. Cái thùng nước của Nguyễn cho đó hết trơn rồi. À. Giờ không có nước uống luôn. Lần trước ghé giúp cho chị tiền bán vé số rồi tưởng đi bán vé số rồi. Nhưng hóa ra lại bị mất vé số rồi lại bị mất vốn, cụt vốn. Giờ không biết nên giúp chị như thế nào nữa.